Xin chào tất cả các bác Ở video ngày hôm nay thì em sẽ nói về cụm đẩy công suất vì trong thời gian gần đây có rất là nhiều các bác khách hàng gọi điện đặt hàng bên em những mẫu đẩy 2 kênh và những mẫu đẩy 4 kênh và cũng có rất là nhiều anh em hỏi là anh nên sử dụng đẩy hai kênh hay là sử dụng đẩy 4 kênh thì ngày hôm nay em sẽ nói rõ chi tiết để cho các bác lên sử dụng hay là chọn đẩy hai kênh hay bốn kênh để chơi karaoke gia đình thì à, nói về cục đẩy hai kênh trước em nhé thì nếu như anh em mà muốn sử dụng đẩy hai kênh ok chưa dạ. thì à, các bác mà muốn sử dụng đẩy hai kênh đấy thì à, gia đình chúng ta mà đang có loa full bát 30 mươi bát bốn đều được em nhé à, hoặc là súp điện ok chưa dạ. thì chúng ta lên sử dụng đẩy hai kênh ok chưa dạ. nếu như chúng ta mà có súp hơi thì anh em không nên sử dụng đẩy hai kênh Ok chưa dạ. Nếu mà chúng ta sử dụng đẩy hai kênh mà chơi cả súp hơi, tức là ví dụ như anh em mà có một cặp loa bass 30 và một quả súp hơi bass 40, chúng ta chơi trên cục đẩy hai kênh này đúng không ạ? Thì một kênh anh em sẽ đánh một cặp loa bass 30 và một kênh chúng ta đánh một quả loa à, uh, súp bass 50 chẳng hạn, hoặc là súp bass 40 thì nó sẽ chơi ra là mono em nhé, chơi ở chế độ Molo thì nó sẽ không ra cái chế độ stereo thì chất âm của nó nó không được hay, không được hoàn hảo. Đó. Nếu như chúng ta mà muốn lấy đẩy 4 kênh mà không đánh súp ok ạ thì ví dụ như là anh em mà có bốn loa bốn loa hoặc là sáu loa bát 30 mươi bát bốn thì chúng ta có thể tùy sử dụng vào từng cục đẩy công suất đúng không ạ lớn hay nhỏ đúng không ạ ví dụ như là cục đẩy 4 kênh công suất là 800 w hoặc à, cho đến 1000 W thì anh em có thể chơi uh, mỗi kênh em sẽ chơi ra được uh, một cặp loa bát 40 hoặc là một cặp loa bát 30. Ví dụ như anh em sẽ chơi ra một cặp loa bát 30 đúng không ạ? Thì anh em có thể chia ra nhá, chia ra mỗi kênh đánh một cặp loa uh, bát 30 đều được chơi như vậy thì nó rất là hay chơi chế độ stereo hoặc là chúng ta có bốn loa bát 30, anh em có thể chia ra mỗi một kênh đánh một quả đó, mỗi một kênh sẽ đánh một quả loa bát 30 hoặc là mỗi kênh đánh một quả loa bát 40 thì chơi như vậy chúng ta có thể chỉnh âm lượng đó của từng loa một ở trên cục đẩy đó, chỉnh âm lượng của từng loa một ở trên cục đẩy này thì rất là hay đó thì cái ý nghĩa của cục đẩy hai kênh đó, để chúng ta chơi karaoke gia đình thì là tốt nhất anh em không có không có súp hơi đấy thì tốt nhất đó, không có súp hơi tốt nhất anh em sử dụng đẩy hai kênh Ok chưa ạ? Dạ. Nếu các bác mà có nhiều loa mà anh em muốn đánh từng kênh riêng biệt thì chúng ta sử dụng đẩy 4 kênh. Đó. Và à, với cục đẩy hai kênh này thì chúng ta vẫn có thể ghép à, anh em vẫn ghép súp điện được bình thường. Đó vì à, súp điện nó không ăn công suất. Ok chưa ạ? Dạ. điện khi chúng ta ghép súp điện vào vào con vang đằng sau con vang đúng không ạ? Hoặc là đằng sau con lân tiếng của chúng ta thì nó sẽ không ăn công suất à, của cục đẩy. À, chính vì vậy anh em vẫn đấu ra hai loa bình thường. Đó như cục đẩy L d 2.8 này Anh em có thể chơi ra được 4 loa bát 30 4 loa bát 30 nhưng mà đây nó chỉ là cục đẩy hai kênh thôi Thì anh em có thể đấu như thế nào được ra 4 loa bát 30 Thì mỗi một kênh này anh em có thể chơi ra được một cặp nhé à, Con này chơi được 4 ôm luôn Đó, Mỗi kênh đánh một cặp loa bát 30 Ok chứ dạ. hai kênh này chúng ta sẽ chơi ra hai cặp loa bát 30 Và chúng ta có thể chơi được quả súp điện nữa Súp điện bát 30, 40 đều được Ok chứ dạ. vì súp điện nó không ăn công suất đó còn anh em mà muốn chơi hay đấy các bác muốn đánh hay muốn muốn đánh ví dụ chúng ta mà có bốn loa đấy bốn loa bốn loa anh em muốn đánh từng kênh riêng biệt thì chúng ta có thể sử dụng cục đẩy bốn kênh này đó chúng ta có thể đánh kênh một đánh một loa kênh hai đánh một loa kênh ba đánh một loa và kênh bốn đánh một loa đánh như vậy thì chúng ta có thể chỉnh âm lượng từng loa một ok chưa đó chỉnh âm lượng của từng loa một đó thì anh em mà không có súp hơi thì anh em thể chơi À, chơi ở những cục đẩy như em nói vừa rồi nhé à, chơi đẩy hai kênh hoặc là bốn kênh đều được à, nếu như đẩy hai kênh thì chúng ta chỉ chơi đúng súp điện thôi à, vắn tắt là như vậy à, còn đâu anh em đánh súp hơi thì nó cũng được nhưng mà nó sẽ không hay à, đánh súp hơi được nhưng mà không hay à, ok chưa à, thì à, còn đâu cục đẩy bốn kênh à, đẩy nếu mà như chúng ta mà mua đẩy bốn kênh đấy anh em mà lấy đẩy bốn kênh thì uh, chúng ta có thể ghép được rất là nhiều loa và ghép được uh, ghép được uh, súp đó, súp ghép được nhiều súp anh em nhé. Ok chưa? Dạ. Nhiều loa và ghép được cả súp hơi. Đẩy bốn kênh thì uh, ví dụ như con này em uh, đang giới thiệu với tất cả các bác là con NT 5000 này chẳng hạn. Đấy, con này là công suất của nó là 1200W. Tức là 1200W một kênh này ở chế độ 8 ôm. Thì một kênh này anh em sẽ đánh tốt ra một cặp loa bát 40 anh em nhé Một kênh này đánh tốt ra một cặp loa bát 40 Bốn kênh này chúng ta thể mỗi kênh đánh một cặp ok ạ Còn chơi gia đình Anh em mà muốn chơi super đấy Chúng ta có thể chơi ở uh, kênh 1, kênh 2 Đánh ra một cặp loa bát 40 Kênh 3, kênh 4 anh em có thể chập ít vào Đánh một quả súp hơi bát 50 như thế này anh em nhé đánh một quả súp hơi bát 50 này hoặc là mỗi một kênh này anh em thể chia ra mỗi kênh đánh một quả ví dụ chúng ta có một cặp loa súp bát 40 hoặc là một cặp loa súp bát 50 thì ví dụ như chúng ta đánh kênh 3 kênh 4 kênh 3 đánh một quả súp này kênh 4 đánh một quả súp này ok ạ và kênh 1 thì đánh một loa hoặc là kênh 2 chúng ta đánh một loa và chúng ta vẫn có thể linh ra loa sau tức là mỗi kênh này anh em sẽ chơi ra được một cặp loa nữa anh em nhé đó thì chúng ta sẽ chơi ra bốn loa bốn loa và hai súp đều được à, thì đây là tác dụng ấy, của cục đẩy bốn kênh à, vì à, à, gần đây thì cũng có một số anh em mua đẩy của những hãng khác mua đẩy hai kênh ấy, mua đẩy hai kênh, kênh khác sau đó thì về anh em không chơi được súp hơi và muốn ghép loa chúng ta cũng không thể ghép thêm được à, anh em cứ gọi điện cho bên em là hỏi đổi đẩy đổi sang đẩy bốn kênh À, thì thật ra đổi thì vẫn đổi được anh em nhé nhưng mà như thế nó rất mất thời gian và mất uh, tiền bạc công sức của anh em rất là nhiều cho nên là em lên một cái video này đấy lên một cái video này khuyên tất cả các bác khi chúng ta mua đẩy anh em lên ấy, tìm hiểu kỹ và xác định là chúng ta nên có chơi chúng ta chỉ chơi loa thôi loa uh, full thôi đấy, hay là có chơi súp hay là hay là có chơi súp thêm không nếu như anh em mà chơi loa chơi loa thôi đấy, anh em mà ghép loa full thôi đấy, thì chúng ta sử dụng đẩy hai kênh thôi cũng được em nhé. Đấy. hoặc là chúng ta mà uh, có súp điện ấy, thì chúng ta chơi đẩy hai kênh thôi cũng được. OK vậy Còn bác nào mà muốn chơi nhiều loa thì là uh, chơi nhiều loa thì chúng ta có thể sử dụng đẩy bốn kênh. Đấy. Thì uh, chơi đẩy bốn kênh thì anh em có thể ghép được cả súp hơi. Còn chơi đẩy hai kênh thì chúng ta chỉ có ghép được súp điện thôi anh em nhé. Thì uh, một cái video uh, nói ngắn gọn uh, và chi tiết về đẩy hai kênh anh em có thể lựa chọn đẩy hai kênh hay đẩy bốn kênh cho nó hợp lý cho dàn karaoke gia đình làm sao cho nó hiệu quả và anh em đỡ phải mang đi đổi lại đúng không ạ nó rất là phiền phức nhiều cơ sở người ta không cho anh em đổi lại đâu đó ví dụ như cơ sở em mà các bác mua rồi thì em vẫn nhiều lúc em vẫn có thể cho đổi nhá đổi lại sang đẩy bốn kênh nhiều cơ sở người ta sẽ không đổi mà đổi có đổi đi chăng nữa thì các mất rất là nhiều tiền đó, thì anh em lên uh, tham khảo hoặc là chúng ta nên xác định rõ đó, khi chúng ta mà xác định anh em mà chơi súp hơi thì anh em nên sử dụng đẩy ba kênh hoặc đẩy bốn kênh còn các bác mà không sử dụng súp hơi thì anh em lên sử thì anh em có thể sử dụng đẩy hai kênh cũng được đó hoặc là bốn kênh cũng được nếu chúng ta chơi nhiều loa chơi đẩy bốn kênh cũng được thì ok cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của bên em và xin chào và hẹn gặp lại